Còn vài cái là kia hoành tráng ghê rồi. Cái trái này chị ăn hoa là đúng rồi. Quá nào luôn á. 5 muối. Muối nào muối lấy rồi nè. Như muốn gì Trúc? Muối nào muốn lấy như muối gì? Em cũng biết muốn gì, em so với muốn anh Tấn thì không đúng, anh Tấn gồm quá. Vậy là phải so với muối của Thanh đúng không? Của ông Thanh gồm hơn. Ông Thanh gồm hơn nữa hả? Trời ơi, chết bất ngờ chưa? Sao được như muối tự nhiên này của em, thấy không? Làm sao được như muối tự nhiên này? Là anh Tấn chọc hoài mà anh không cười được một tiếng luôn. Ờ chọc ở đó mà anh không nói được tiếng luôn á. Cái xin thôi luôn. Thôi cười nói nha. Hả? Xin thôi luôn cười gì nói. À cười xong cười không nổi hả? Trời ơi đen cỡ này á. Hảo quá. Ở ngoài quà hảo quá. Dạ ngoài quà hảo quá gì. Trời ơi. Chị đi bộ luôn á. Chị đi bộ hả? Dạ. Dạ rồi, chú tắm tắm đâu? Dạ. Cái này gáo nè. Gáo. Chị đi bộ đi mua sầu riêng á, xem clip. Về xem Cuộc Sống Sài Gòn TV nha chị. Dạ. Đừng có hơn đó. Không có thêm tiền. Dạ. Đi lấy cơ máy cho chị ha. Quên rồi. Bên đường Hòa Hảo hả? Trung tâm Mera Hòa Hảo hả? Rồi, qua đây xa lúc mà chị đi bộ quá. Rồi, trung tâm Hòa Hảo, chút bên ngay chỗ đường Lý Thế Tổ á. Cô Gia Tự á. Trời ơi, đi bộ qua con hả? Trời ơi, chị đi bộ qua. Không được hả? Dạ. Thế con thằng gì đó chậm cái gì đi xe gì? Không có được, không có được. Dạ. Dạ. Phải trả tiền mình mua mình trả tiền. Dạ. Trả tiền không có tiền đi giao đi về. Dạ. Từ trung tâm Hòa Hổ ngay chỗ đường Hòa Hổ rồi vô đây Ngô Gia Tự á sau lúc á rồi chị đi bộ qua đây mua sầu riêng. Dạ. Dạ. Dạ rồi vậy đó. Cảm ơn nha, chào hết nè. Dạ rồi kính chào chị nha. Dạ. Cứng xíu. Dạ. Cứng quá không? Cứng quá. Cứng chết luôn, kêu quá cứng quá. Cứng quá mà quá. Quá cứng à. Bỏ thanh tôi bỏ trái sầu riêng. Nó về tôi à. Tôi bỏ trái sầu riêng để giao cho cha trẻ làm cái em. Dạ, tôi thích.
gió mạnh là ok, gió mạnh là nó đỡ hơn. Nó bán nhiêu giờ ha, bán cả ngày? 4 giờ. Nó 4 giờ hết hả? 4 giờ. Bây giờ còn gì ăn? 4 giờ rồi. Ở dưới kìa, kìa, nó bán gì đó, không bò không nè. Bò nè. Bò còn muốn đâm. Bò hoài cũng ngán hả? Ăn phở bò hoài cũng ngán hả? Cái này gì đó bò. Ờ còn gần chỗ này cũng ít chỗ ăn nè, phải đi phải chạy xa hơn. Nếu không cứ đi chứ chúng ta là đứng đây là chuyện quan lại là khó đồ ăn đâu. Cút này kìa, cuốn mắm này kia nè. Cuốn mắm cách mấy con kia nè. Nên là chán cho ông đồ ăn. Còn cơm tốt dưới đường Hòa Hưng á. Thank you.
đội mưa để ra ăn sầu riêng như cô tôi. Rồi Sài Gòn thì đang mưa. Mưa tầm tã luôn. Mưa là bà con buôn bán cực khổ lắm. Anh Tuấn anh khẳng định là vô tay anh Tuấn là trái nào cũng ngon kìa. 2 chứ 2 55. Vô tay anh Tuấn là trái nào cũng ngon đúng không? Trái nào cũng ngon. Trái nào cũng ngon đúng không? Thái ngon lắm. Ngon. Chị thường người lớn tuổi là thích ăn chín quá chứ. Mềm chứ đúng không? À, cô thích ăn ráo à. Ở đây là cực kỳ ráo luôn á. Nói chị thử miếng. Nghĩ nó đi, nghĩ nó đi. Mới đây còn nói gọi là hồng xương tay tôi được ngon hết. Ghi chữ Thái luôn. Trời là trời rất mưa, cô Tú đang đội mưa để ra thưởng thức sầu riêng. Cô Tú đang mưa lắm. Lên cơn thèm sầu riêng. Các cô chú đội mưa, dù Sài Gòn mưa to nhưng mà các cô chú vẫn đội mưa ra để thưởng thức nha quý cô chú anh chị và các bạn. Đây là sầu riêng 70k nè. 70k một ký, đi 6 miền Tây. Tức là giá 70 và giá 100. Rồi sầu Thái là 140. Mưa. Thêm trái nữa. Không khui à chị? Em không khui. Không khui còn tăng lên. Bao giờ chị á? Cái nó con béo này đúng không cáo? Nhà nghèo dột tùm lum mấy cả. Vợ của Thanh đó là nhà nghèo dột tùm lum mấy cả. Cái lá điện nhỏ mà
Mùa sáng thì sớm mà mưa thôi. Hai em gái đội mưa ra để mua sầu riêng. Dù Sài Gòn đang đổ mưa rất là to, to kinh khủng luôn. Phía bên kia là cô chú đang đứng đục mưa nè, nhìn cụ rất là đội nha. Ở ngay chỗ gần chỗ Thanh á có một bà cụ bán những món ăn như là mực khô rồi cá khô cũng như là trứng vịt lộn nha cô chú. Nếu mà mình có dịp thì mình ghé mình thưởng thức ủng hộ cụ. Trời mưa cụ chảy đó. Nó vừa chín tới nên là khó là phun. Cơm khô khô
sức của người. Vừa xuất hiện trong vài video thôi.